Nước ép cóc mọi người đã thử qua bao giờ chưa? Nhiều bạn chưa từng thử qua trong đó có cả hoa trước đây thì cứ nghĩ là nước ép cóc thì nó sẽ chua và khó uống lắm. Nhưng đó chỉ là khi mà mình chưa biết kết hợp cóc với các loại trái cây khác thôi mọi người. Chứ nếu mà mọi người ép cùng các loại trái cây khác thì uống sẽ rất là ngon luôn á. Bữa nay hoa sẽ gợi ý cho mọi người ba công thức nước ép kết hợp cùng với cóc đảm bảo ai uống xong cũng sẽ ghiền luôn. Nhưng mà cóc thì có rất là nhiều chất xơ nên là mọi người cần phải có một cái máy ép chậm đủ khỏe để có thể ép được nhiều nước và kiệt bã nè. Máy hoa dùng là máy ép chậm trái cây của nhà Masuto. Em này thì có dung tích là 0,6 lít và được bảo hành 12 tháng. Mọi người nhìn xem nè trái cốc rất là cứng mà em nó có thể ép kiệt bã được luôn nha ép xong là qua đây thì vẫn còn cặn bã nhưng mà hoa thiết chất lượng của em này như vậy là khá là ổn so với tầm giá rồi đó dùng cái máy này hoa thích ở chỗ là máy có cốc tiếp nguyên liệu lớn nên là mọi người có thể ép nguyên quả táo lê ổi mà không có cần phải cắt nhỏ máy có dao cắt tự động linh hoạt nên là mọi người chỉ cần cho trái cây vào máy là máy nó sẽ tự cắt và ép cho mình luôn bạn nào mà theo dõi hoa thì cũng biết là hoa dùng cái em này cũng khá là lâu rồi máy này hoa mua từ tháng chín năm ngoái tính tới này thì cũng được hơn nửa năm rồi mà em nó vẫn hoạt động ngon ơ thì mọi người đủ hiểu chất lượng của em nó như thế nào rồi ha có thể mọi người chưa biết ngoài cam ra thì cóc ổi và sơ ri cũng có chứa rất là nhiều vitamin c có lợi cho sức khỏe Uống nước ép mấy loại trái cây này thường xuyên sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tiêu hóa. Ngoài ra còn giúp làm đẹp da và chống lão hóa nữa đó cả nhà. Các cái loại nước ép này thì mọi người có thể uống trực tiếp hoặc là cho thêm đường hoặc là kết hợp thêm các cái loại trái cây có vị ngọt cho dễ uống nha. Từ đầu đến cuối video thì mọi người cũng thấy là hoa chưa hề đi rửa máy giữa mỗi lần ép nhưng mà máy không hề bị kẹt và vẫn hoạt động rất là êm và mượt. Phần bã sau khi ép thì mọi người có thể tận dụng để làm phân bón cho cây. Dùng xong tháo ra để vệ sinh cũng rất là dễ dàng và gọn nhẹ vì máy rất là ít chi tiết. Hoa nghĩ với cái phân khúc hơn một triệu trên một cái máy ép chất lượng như thế này thì mọi người nên tham khảo cho gia đình của mình nha.